Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em có về một số đồ nghề, dao, tô vít các loại. Một số đồ còn rất là mới nha. Đây, sưu tầm là một số đồ còn rất là mới nha. Bơm này, đó, bơm mini, bơm xe đạp, rất là nhẹ, kìm cộng lực. Rồi, đi nhanh vào từng món nha. Đây, mã số 1. Này là một bộ tô vít. Bộ tô vít. Bộ này thì có tất cả là 2, 4, 6 cây nhé. 6 cây. To, nhỏ, lớn, bé, đủ cỡ nhé. Đây có loại tô vít nhỏ này. Đó. Này sửa đồng hồ này. Các loại này. Mini này. PH0 nhân 3.0. 3.0. Đầu này là đầu vít sao nhỏ này. Một đầu dẹt, đầu ba ke này, có từ này. Mấy cái này đầu này là đều đầu tích từ cả nha. Và một đầu dẹt lớn, đầu dẹt nhỏ. Đó. Bộ 6 cây như thế này, mã số 1. 130k, còn rất là mới nha. Đó. Đẹp luôn. 130k. Mã số 2, cũng một bộ luôn. Một cây ba kia lớn này, PH3 này. Đây, một cây vít sao nhỏ. Một cây ba kia nhỏ. Cái này có hai cây ba kia nhỏ luôn. Một cây dẹt nhỏ này, một cây ba kia loại nhỡ này, một cây dẹt lớn. Bộ này 2, 4, 6, 7 cây luôn. Mã số 2, 130k luôn. Mã số 3, cũng một bộ, 6 cây. Cây dẹt PH2, đầu này đầu PH2. Đấy. Khá là dài nha. Cây này 6 x 100 mini này. Cái đầu ba cái nhỏ này. Một đầu sao, một đầu dẹt nhỏ 0.4 x 2.0. Này sửa đồng hồ các loại đều được này. Và một bộ này mã số 3, 130k luôn. Mã số 4, một bộ 246 cây. Đầu dẹt này, đầu ba kia lớn này. PH2. Đầu ba kia này. Một đầu dẹt chung này. Một loại vít sao. T15. Đây, một cái vít sao nhỏ. T9. Rồi mã số 4, 130k luôn. Mã số 5, một bộ 46 cây. Đầu dẹt này, đầu ba kia này, lớn này, PH2 này. Đầu ba kia nhỏ này, cái này đều có từ này. Này, cái đầu đen này là có từ nha. Đầu ba kia mini này. Đó. Rồi, một bộ như thế này. Mã số 5, 130k luôn. Mã số 6. Cũng một bộ tương tự. 246 cây. Đầu dẹt và đầu ba kia, hai đầu dẹt luôn. Cái lớn một cái nhỏ. Một cái ba kia PH2 này.
một cái bồ vít sao này, một cái ba kia nhỏ này và một cái giúp dẹt nhỏ. Rồi một bộ như này 5 cây 6 cây mã số 6 130k luôn. Rồi tiếp đến là dao mã số 7. Mã số 7 là một con dao sashimi này khá là dài luôn. 22,5 cm. Bản 3. Siêu dày luôn. 3 mm, dày gần 4 mm. Này mã số 7 230k. Mã số 8 một con tương tự. Dài 20,5 cm. Bản 3. Đấy, dày 3 mm. Đây có chữ luôn này. Mã số 8 200k. Mã số 9 con sashimi mài hai mặt. Dài 20. Bản 3. Đây gần 2 ly. Đây mã số 9 190k. Này mài hai mặt nhé. Mã số 10. Nakiri. Này dài 16,5. Bản 4.3. Trong này dày gần 3 ly, mỏng dần ra ngoài này. Bản nó hơi nhặt chút, không ảnh hưởng gì nha. Về mài sử dụng vẫn ok. Mã số 10 160k luôn. Cán thì về các bác xử lý lại một chút nha. Ok rồi. Mã số 11. Dao đi rừng. Dao chặt dài 15,5 cm. Bản 4.5. Loại này là 5 phân. Bản rất là đẹp nha. Đây có chữ này. 150. Còn đẹp luôn. Cán đi về chế cái cán đẹp là đẹp ngay. Mã số 11 240k. Rồi mã số 12 con này một con xịn sò luôn. Kiếm được về nó còn rất là đẹp. Đang nhét teo, made in Japan, nhập không gì. Con này dài 17 cm, bản 5 phân, rất là ok nha. Cán này khá là đẹp, dày khoảng 1.5 ly nha, dày đều 1.5 ly. Còn nguyên hộp nha. Hướng dẫn mài dao đồng hoàng này. Nhất in Japan này. Rồi con này mã số 12 280k. Mã số 12. Mã số 13. Đá mài cô đâu thì giới thiệu nhiều rồi. Đấy, nên cho các bác nào chưa có nha. Mặt 1.600.000. Về mài dao cho nó bóng sắc. Cái này thì hàng Đài Loan nhé, không phải hàng bãi. Mã số 13 180k. Mã số 14. Cái cưa lá hẹ này gãy mũi rồi một chút rồi nhưng mà không ảnh hưởng gì nha. Cái cưa vẫn còn rất là ngon nha, còn dài. Và một cái cưa gấp răng nhỏ cũng còn khá là đẹp. Một cặp như thế này mã số 14 140k. 140k mã số 14. Mã số 15
cái bơm mỡ size cũng khá là lớn nhé. Dài 28cm này, ở đây là 24cm. Toyota Moto bơm ra mỡ này, còn mỡ bên trong. Rồi con này mã số 15, 200k, bơm lớn nhé, made in Japan. Mã số 16, cái tương tự nhé, Toyota Moto. Này thì còn khá là mới luôn. Này còn nguyên nhé, chưa có xả. Rồi, bỏ qua đi, nắp xong. À. Rồi, con này mã số 16, 220k nha. Cái bơm mỡ còn mới luôn. Mã số 16. Mã số 17. À, một cái đuôi chuột 17 19 nhá. 17 19. Một đầu 17, một đầu 19, quả tốt. Còn rất là đẹp luôn, đuôi tắp luôn, chưa mòn, đang đợi còn nguyên nha. Đây, để nó ố một chút thôi, thực ra nó có rất mới, chưa có xài gì luôn, tốt. Mã 17, 170k, đôi chuột 17, 19, nguyên vẹn nha. Mã số 18, một cây búa 1.3 kg. Lục giác mặt còn đẹp luôn, cán còn đẹp luôn, không phải chỉnh sửa gì cả, chốt dọc cộng chữ thật chắc chắn. Mã số 18, 160k, 1.3 kg nhé, 1.3 kg. Mã số 19, một cây tương tự. Cái này 1.1 kg, rất đẹp luôn, gần như là mới, cán còn chắc chắn nhá. Mã 19, 150k. Mã 20, cây 1.3 kg. Cái này được tiểu có OH đây, nó hơi mọt một chút ở đây, không hiểu gì nhá, chỉnh sửa mài một chút là ok, cũng đẹp như thường. Đây, còn đâu cái chốt của nó nhá, của OH 1.3 kg. Cái này mã số 20, 150k. Cán thì ta có thể chỉnh sửa lại chút nhé. Anh đó thì em còn một số cái ly giữ nhiệt nha. Ly cách nhiệt. Còn khá đẹp nha. Cái này thì mình có thể đựng nước nóng hoặc là đựng đá đều rất ok nha. Cho trẻ nhỏ cũng đựng sữa hoặc gì đó là nó không bị nóng. Còn lớp cách nhiệt nha. Còn đựng đá thì xài vài lon bia, một viên đá bình thường nha. Rồi, một cái như thế này nếu mà bán lẻ là 80k nha. Còn bác nào mà mua số lượng lớn hơn 10 cái hoặc 20 cái gì đó thì sẽ có giá khác nhé. Bán lẻ 80k một cái. Ly cách nhiệt. Tem mác còn đầy đủ nhé. Rồi, mã số 21. Cái này là một cái 500 điện. 500 điện hàng tháo máy nhé, tháo máy công nghiệp.
thấy là hai em lấy về thôi, bác nào cần thì sử dụng thôi. Nhiều khi những cái hàng này kiếm không có. Đây, thông số của nó made in Japan này. Nó ghi gì cũng không hiểu. 5.0A 420W. Đây là thông số của nó nha. Rồi một cục như thế này. Mã số 21 450K. 450K một cái cục tăng chậm điện này nha. Rất là nặng. Mã số 22. Đấy, một cục tích điện là UPS. Rồi, rất đẹp luôn. AC 220V. Đấy. 4.4A max. Hát 600. VA 360W. Là máy cái giác của nó đây. Này thì chân của nó là chân ba chấu nhé. Chân ba chấu. Rồi một cục tích điện như thế này. Cục lưu điện UPS mã số 22. 350K. 350K một cục nha. Mã số 23. Cái đầu mang ranh của Checkmark. Một hãng khá là nổi tiếng của Nhật. Cái này thì đầu của nó có thể nắp mũi khoan 13mm nha. Nắp đầu 13mm, cục lớn nha. Hàng tháo máy. Đây thì còn cái đầu khâu của nó đây. Lớn nhất là nắp mũi khoan là 13mm. Rồi, một cục như này, mã số 23, 140K. Mã số 24, cái bơm xe đạp. Rồi, đẹp luôn. Trong bao trong bì hòa luôn. Đây, dùng để bơm xe đạp. Dặm chân cũng được, mà cầm tay cũng được. Dùng cho phụ nữ trẻ em cũng được luôn. Rất nhẹ. Còn mới nha. Đây cái đầu van của nó đây. Có một đầu phụ này. Đầu kẹp phụ. Nhỏ gọn, hợp lý. Mang đi du lịch cũng được nha. Rồi, này mã số 124, 120K một cái nha. Đây có hai cái. Mã số 25, cái búa cao su nhỏ. Cái này nó cả cán là nặng gần 300g nha, gần 300g. Cán inox. Gõ khá là êm. Cái này thì mặt búa của nó là 4cm. Mặt búa 4cm. Rồi, một cây như thế này. Mã số 25, 90K. Còn rất đẹp luôn nha. Mã số 26. Cái xẻng xúc đất bonsai này, trồng cây cảnh gì đó. Bonsai. Còn rất đẹp luôn. Mã số 26, 80K. 80K một cái nhé. Mã số 27. Cái kéo tỉa dăm.
này cắt núm trái cây này. Còn đẹp luôn. Đầu này đầu mũi cong nha. Bản này là chắc tầm 4 cm. Còn chiều dài tổng thể là 16 160 mm. Đúng rồi. Đấy. Đây, cắt thử này. Cắt nó bén nha. Rồi một cái như thế này. Mã số 27 100k. Kéo số 27 100k. Mã số 28. Cây kéo thì dăm. Nữa. 210 mm. Rất là ngọt luôn. Mũi nó dài bao nhiêu? Lưỡi của nó là dài 8 cm, 8,5 cm. Đẹp nha. Còn tem mác nha. Lâu lâu kiếm được mấy hàng nó mới đẹp này đây. Rồi, mã số 28 130k. 130k nha. Mã số 29. Một cây búa 1 ký 3. Hình thù rất là đặc biệt luôn. 1 ký 3 nhé, nặng 1 ký 3, 1 ký 3 5. Lục giác này, mã 29, 150k, cá nó cũng còn ok. Mã số 30, búa 1 ký 1 ký rưỡi, Sanki 3LVF. Còn rất đẹp nha. Này mã số 30, 160k. Cán đầu này thì nó bị khuyết chút nhưng mà không ngược nha. Mã số 31. Một cái búa 2 ký 2. 2 ký 2. Còn rất đẹp. 31, 220k. SL. Mã số 32, cây kéo kìm cộng lực này của MCC Japan, cắt cáp 7 mm, cũng còn khá đẹp nha, lưỡi còn ok nha. Size 450, 450. Các bác nào muốn đẹp hơn thì có thể là sơn sửa lại nha. Đây, có điều chỉnh cái hàm của nó này, dấu kiểm định này, 450. Mã số 32, 280k. Mã số 33, cây kìm lớn luôn, size 600 của hít nhé, size 600 của hít, cáp 10 mm, còn rất đẹp luôn. Lưỡi còn nguyên nha. Này còn mới nha. Còn điều thì cái tay của nó thì bị rơi ra rồi, tay cao su. Bác về có thể quấn vải hoặc quấn cao su vào tùy nha. Đó. Đó, kiểm định này, Made in Japan. Rồi cây này mã số 33, 430k. Đó, còn mới nguyên luôn. Rồi, trên đây là một số món đồ ngày hôm nay. Thì bác nào cảm thấy món nào phù hợp với mình, xem kỹ video trước khi lựa chọn nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.